phúng phính lần đầu diện đồ tắm hai mảnh khoe ba vòng ngồm ngộn tại hồ bơi khiến 500 anh em ngẩn ngơ. Phúng phính Hà Giang mua thịt dua, bé gái thường đứng trên dốc Thẩm Mã Hà Giang để cho thuê hoa, nổi đình đám trên mạng xã hội những năm qua. Từ cuộc sống khó khăn, giờ đây cô bé bất ngờ đổi đời với lượng theo dõi trang cá nhân lên tới hàng trăm nghìn. Thế nhưng nhiều người hâm mộ của cô bé cho rằng phúng phính không còn giữ nét hồn nhiên mộc mạc như xưa nữa, cô bé thay đổi quá nhiều trong thời gian gần đây. Cụ thể mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Phúng Phính đã chia sẻ về việc mình vẫn ở Hà Nội, chưa quay về Hà Giang. Ở lần xuất hiện lần này, cô bé khiến mọi người bất ngờ về phong cách ăn mặc. Phúng Phính diện trang phục rất sành điệu, thể hiện phong thái tự tin bên cạnh chiếc áo vest màu hồng cầu kỳ, nhiều họa tiết. Có thể thấy, nhìn những hình ảnh hiện tại, cô bé Phúng Phính ngày nào đã thay đổi cực kỳ nhiều sau thời gian lên thành phố. Phúng Phính giờ đã có cuộc sống no ấm, được ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch nhiều hơn. Đồng thời, trang phục của Phúng Phính giờ đây đều trở nên rất sang trọng, đa dạng, đủ loại đồ hiệu từ các nhãn hàng thời trang đắt đỏ. Cô bé còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ bản thân thử sức trong vai trò mới để bộc lộ hết khả năng của mình. Liên tục thay đổi diện mạo, phong cách ăn mặc khiến Phúng Phính nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ việc cô bé đổi mới để hợp với thị hiếu, kiếm nhiều tiền hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng ở độ tuổi đó cô bé nên chăm rèn luyện tư duy, chứ không nên làm người mẫu toàn thời gian, đi chơi quá nhiều hay đua đòi làm nhiều thứ không phải khả năng của mình. Cách đây không lâu, Phúng Phính từng gây xôn xao mạng xã hội khi mặc những trang phục gợi cảm nhảy múa bắt trend. Từ cách ăn mặc đến các động tác của cô bé khiến nhiều người cho rằng không phù hợp với lứa tuổi. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi từ trước đến nay, mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh cô bé Hà Giang trong trẻo ngây thơ dễ thương gắn liền với núi non Hà Giang. Thế nên sự thay đổi của cô bé khiến nhiều người không quen, cảm thấy lạ lẫm. Dù vậy, nhìn cuộc sống Phúng Phính hiện tại, không ít người lên tiếng ủng hộ cô bé. Chỉ cần Phúng Phính sống theo ý mình, phát triển bình thường là được, bản thân em cảm thấy hạnh phúc thì dư luận có thế nào cũng không quá quan trọng. Mới đây nhất, mạng xã hội cũng được phen náo loạn với loạt ảnh Phúng Phính diện đồ tắm khoe dáng tại hồ bơi, vòng nào ra vòng nấy khiến bao anh điêu đứng. Hình ảnh sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Có người nhận xét rằng mua thị dua không hợp với hình ảnh gợi cảm này, nhưng cũng có người cho rằng không nên soi xét quá, vì đây là trang phục hết sức bình thường khi đi bơi và hiện tại bé cũng đã 17 tuổi. Năm 2019 là một bước ngoặt lớn xảy đến với cô bé nhỏ nhắn với nụ cười trong sáng hồn nhiên này. Trong một lần du lịch đến vùng đất Hà Giang, nhiếp ảnh gia Đỗ Hữu Linh đã khiến công chúng trầm trồ với bộ ảnh về nơi đây. Không chỉ là về khung cảnh hùng vĩ của nơi đây mà hình ảnh bé gái với nụ cười tươi tắn và ánh mắt sáng ngời cũng đã làm nhiều người yêu thích. Bức ảnh của cô được lan truyền rộng rãi và đã có thêm du khách tìm đến để xin được chụp ảnh quay phim Phúng Phính. Mọi người trìu mến gọi cô là tiểu màng thầu của Hà Giang. Đầu tháng 10 năm 2022, hình ảnh của cô bé sinh năm 2008 này liên tục xuất hiện trên TikTok. Theo như thông tin trên mạng xã hội, TikToker Hoàng Tường chuyên bán dược phẩm đã tìm đến nhà của Phúng Phính và dùng tiền bạc để thuyết phục gia đình cho cô bé về Hà Nội làm người mẫu độc quyền cho thương hiệu của cô. Sau khi suy xét, bố mẹ của bé gái sinh năm 2008 này đã đồng ý và quyết định này cũng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em bé bán vòng hoa năm nào. Đoạn thời gian đầu khi vừa đến nơi ở mới, cô bé rất e ngại và thậm chí không mở miệng nói được câu nào. Dần dà cô mới có thể thích nghi tốt hơn và cười đùa cùng mọi người. Mới đây cô gái nhỏ còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi được tặng chiếc điện thoại sang và sống trong căn hộ mới tinh mà Hoàng Tường tặng.